Chào các bạn đã trở lại với channel Mới Sập Sài Gòn. Đây là tập tiếp theo với gương mặt thân quen. Hôm nay thì mình dẫn anh Sập đi qua Tống Duy Tân để thử một cái quán ốc mà có lẽ là ai đến, bạn bè ở Sài Gòn đến Hà Nội mình đều dẫn đi ăn, hoặc là bạn bè ở Hà Nội mình cũng dẫn đi ăn, đó chính là quán ốc Bà Câm nằm ở số 5 Tống Duy Tân. Quán này thì sẽ mở cửa từ khoảng 2:30-3 giờ chiều đến tối, thì các bạn có thể qua đây như, để ăn như lộn bị lóc rồi. Nói chung ốc là một cái món mà nhất định mình rất là muốn thử ở Hà Nội, cho nên là mình đã yêu cầu nên là dắt mình đi ăn ốc ở đây. Cái quán này á, có một điều khá đặc biệt, đó là chỉ có 3 món và cái cô bán thì bị câm. Từ cô bán đến nhân viên luôn. Từ cô bán đến nhân viên tới mọi người đều bị khiếm thính và khiếm thính, đúng rồi. Không nói được, không nghe được. Không nói được, không nghe được luôn. Nó sẽ là một trải nghiệm khá là thú vị với các bạn. Rồi. Mình chúng mình đang quay thì cô chỉ luôn là cô không nghe được, cô không nói đúng được. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ăn thử khám phá ốc, giới thiệu cho các bạn quán ốc này. Ok, let's go. Tại vì ốc ở Sài Gòn với lại ốc của Hà Nội thì rất là khác nhau. Cho nên là bữa nay mình sẽ dắt các bạn đi khám phá ốc Hà Nội khác như thế nào so với ốc Sài Gòn. Lúc nãy thì các bạn nhìn anh Sập, anh ấy cận vào nhiều đồ hơn, bởi vì mình có mượn và một bát trộn xoài, xoài và một bát bún chấm. Còn ở đây thì chúng mình order chính thức là chỉ có một bát nghêu này. Bát nghêu này là kiểu nghêu, nó hơi kiểu xào xào luộc luộc một tí, bởi vì ở đây gọi là nghêu. Thì giới thiệu là nghêu nè. Nghêu nè. Giờ ra đây kêu nghêu là không ai biết đâu. Đây là một bát ốc lẫn. Bình thường thì mình hay gọi ốc to hơn, nhưng mà hôm nay thì quên mất chưa kêu nên là không biết. Ốc nhỏ là ốc tên gì ha? Ốc vặn. Ốc vặn hả? Nhìn cái con này, nó cái vỏ ấy, nó có cái xoáy xoáy kiểu đinh ốc ạ. Thì hay gọi là ốc vặn. Đây là ốc to, là ốc mít. Ủa, ốc to, anh tưởng là ốc bu. Em không biết nữa, trong đấy gọi kiểu gì. Ở trong đó gọi là ốc bu. Ở đây thì có thêm cả trứng cút lộn nữa. Cái này thì chắc là các bạn cũng quen khá là nhiều rồi. Ở đây thì có hai bát nước chấm. Nước chấm đây khá là ngon này. Chấm này ăn ốc thì ngon nhất là nước chấm. Nhìn khá là đặc biệt luôn, mà nó có ở trong đây có hành tỏi, sả này, sả, gừng, ớt. Có cả lá chanh nữa. Và thực ra là trong đây thì sẽ có quất, nhưng mà có tắc các bạn, nhưng mà mình thì mình không ăn tắc, nên là mình gọi một bát không như thế này. Còn ốc đang bơi. Còn ở đây thì là sung. Ở cái này thì không biết là trong Sài Gòn có không, nhưng mà ở đây thì mọi người ăn ốc rất là thích kèm với cả sung này, hoặc là kèm với cả chuối xanh cắt lát. Còn đây là một bát nước ốc. Ở trong Sài Gòn có uống nước ốc này không? Không, nó nhẹ, nghe nói là nhạt như nước ốc cho nên không ai. Nhưng mà nước ốc ở đây rất đậm đà luôn. Ở đây có cái đồ ốc xịn quá vậy. Trong kia là cái gì? Tăm. Rất là ngồi ở đây có bún chứ. Ở Sài Gòn là gì có ai ăn ốc, ốc ăn bún với bún đâu. Chấm. Trời ơi, chấm thì ngon. Mà nên không bán được, tại vì cái đấy nó ít rồi. Em rất là thích ăn trứng cút lộn. Nhiều người không ăn được trứng vịt lộn hoặc trứng cút lộn đâu. Anh thích ăn vịt lộn hơn, tại nó bự hơn. Vịt lộn bóp cả quả ở đây ăn cũng hơi buồn cười. Mình thích món nào nhất trong này? Mình thích ốc to nhất.
anh cũng thấy ốc trời á. Ốc nhỏ nó hơi tủn mụn. Nó thịt xíu à. Mà thịt nó cũng không đã nhai, nó không nó là do khẩu vị từng người đấy. Nhiều người sẽ chỉ thích ốc nhỏ thôi bởi vì là cảm giác ăn nó ngon hơn. Kiểu gì đó em không biết. Nghe mà thấy nó hơi ngủ rồi. Các bạn nhớ nhá. Đến đây ăn thì đừng có quay. Các bạn nên ăn luôn. Không mà nó nguội hết đầu ốc, nguội rồi ngao nghêu, nó nguội thì nó rất là nó hơi bị tanh. Ốc ngon lắm á. Không có phải nó không nó không phải nhạt như nước ốc đâu. Nước ốc rất là đậm đà luôn. Trong cái nước nghêu hấp mà hấp xả. Nước này cũng ngon này. Ngon quá. Cái sung này nè. Mình ăn mình thấy nó giống như là ăn trái xấu vậy á, nhưng mà nó chát hơn. Bạn nào mà không thích ăn chát thì chắc không ăn được đâu. Anh không ăn được. Ý là hồi nãy anh ăn cái miếng nhỏ 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 thì nó không sao, nhưng mà cắn một nửa cái miếng thì thôi là chát hết cả mồm. Cái kiểu ăn ốc này giống như một cái văn hóa ở đây á. Nó khác hoàn toàn so với kiểu ăn ốc ở Sài Gòn luôn. Không có ngồi ở thì... đây nó không phải là kiểu ăn nhậu đâu. Nó là kiểu ăn vặt mà chiều chiều mà người rảnh, mọi người đói ở đây ngồi lễ ốc vậy. Mà ốc ở đây ngồi vỉa hè khá là nhiều. Ít người ăn ốc uống bia lắm. Đúng rồi. Cái kiểu uống trà đá hay là... Còn kiểu ở Sài Gòn là ốc là như mà gần như là món nhậu luôn rồi đó. Mà ở đây ốc Hà Nội ấy, thì nó sẽ không có quá nhiều loại cho các bạn lựa chọn. Và không có nhiều cách chế biến cho các bạn lựa chọn như ở trong Sài Gòn đâu. Cũng không phải quá nhiều gì. Ví dụ như hàng ốc này thì chỉ có ốc lớn là ốc bu của mình á. Rồi ốc nhỏ là mình cũng biết ốc gì gọi là ốc nhỏ xíu xiu luôn. Rồi nghêu của mình á. Rồi hột vịt, rồi mấy cái loại trái cây rồi thôi, chứ không có đa dạng như là ở Sài Gòn. Các bạn ạ, mình đã dừng rồi nhưng mà... Đây, các bạn nhìn cái đống mình ăn là cái đống anh xà ban đi. Đây là khúc Ninh ăn. Đây là khúc xà ban. Bởi vì dạo này mình không hiểu sao mình ăn được khá là ít. Sao mình ăn được khá là ít? Two hours later. Sao mình ăn được khá là ít. Đây là nói chung mình cái quán này ở Sài Gòn không có, cho nên là mình ra Hà Nội mình đã bắt mình phải đi đưa đi, mặc dù đã rất no rồi. No gì mới có chút xíu vậy em. Ở Hà Nội thì Yutang Nanh Ninh cũng là một trong những cái quán khá là, nói chung là Yutang thôi thì là một trong những quán trà sữa mà có đồ ăn mà cũng khá là hot, mặc dù là giá thành của nó thì trước đây cao, bây giờ cũng hơi xem hơi cao rồi. Đồ ăn thì giá mình lại thấy rẻ, còn trà sữa thì thấy cao. Ở đây mình order một phần gà bớt hơn, cho mình nó cũng khá là nhỏ, cho hẳn bốn loại muối để rắc lên muối. Ăn cùng gà popcorn này ăn không thì nó sẽ hơi bị nhạt một xíu. Đây có tiêu chanh, wasabi chanh, muối tiêu với lại ômai. Ngoài ra thì chúng mình có gọi hai cốc trà sữa, thì đây là một trong những cái món gọi là signature của Yutang mà mình có bảo anh Sập gọi, đó chính là trà sữa chân châu nghệ nhân. Còn đây thì là trà xuân môn táo. Nó sẽ là hơi trà trái cây thanh thanh mát mát một chút. Ở đây nếu mà các bạn ăn ở đây thì sẽ được uống cốc này, còn nếu mà mang về thì sẽ được vào cốc nhựa. Anh vẫn thích cốc nhựa hơn là... Cái cốc này nhìn nó như kiểu quán ăn ấy. Nó giống như kiểu nhà hàng đó, chứ nó không phải là kiểu ấy nữa. Cái này anh thấy giống chân châu đường đen á. Nhưng mà nó không giống lắm đâu. Uống cái vị nó sẽ khác khác một chút. Nhiều người bảo là giống, xong rồi so sánh ấy, mà em thấy nó không giống để so sánh ấy.
Ăn dâu nó mềm quá vậy. Nó dẻo. Ờ, nó mềm. Sao thấy sao? Ngọt quá không? Không, không ngọt quá, nó vừa. Cái vị trà sữa thì anh thấy không xuất sắc lắm. Không xuất sắc lắm, nhưng mà cái chân trâu thì lạ mà ngon. Ừ, chân trâu rất ngon. Mà lạ nữa, nhồi là nó không có có mấy bạn tưởng tượng là nó mềm mềm như là như kiểu bánh trôi á. Đúng rồi đó. Chứ không phải là một cái kia nữa. Ngon mà vẫn dai, vẫn dẻo. Ừ. Thử cái này đi, đây là trà trái cây. Thanh ha. Thanh. Nói chung là mình đến các quán trà sữa mình chỉ thích gọi trà trái cây thôi. Bởi vì là mà cái vị trà lạ quá. Trà giống như trà kiểu Alisan kiểu. Nhưng mà cái vị trà vị lạ lắm. Âu Long hay sao? Trà Âu Long đúng không? Không biết. Không xác định rõ là cái vị trà đậm thì là đậm luôn mà. Thơm thanh cái vị táo chứ không có phải là kiểu syrup hay kiểu nước syrup táo đồ á. Nên là đúng là một người đã từng kinh doanh nước cho hay. Không, cái mùi syrup nó khác liền, uống vô là nghe nó giả lắm, nghe nó kỳ lắm. Cái này có thể cho thêm cái chân trâu kia được không? Ừ, được. Nhưng mà nó sẽ phá vị. Trà này anh sẽ uống với những cái chân trâu, những cái topping mà nó không có nhiều vị quá ấy, thì nó sẽ ngon hơn. Đây là gà bóp khân. Thì nó cũng không bóp khân lắm đó. Hình nó hơi ô mai ngon đúng không? Ừ. Cái này ý, như mọi người là sẽ rắc đều lên, là mình ăn mỗi miếng mình là phải rắc một phát. Bởi vì mình thích ăn nó đậm đậm. Nhìn thấy đấy. À. Wow. Giống như khoai lắc, gà lắc ở ngoài đường bán ấy. Đi chen. Ở trên này còn có cả lá húng chó. Húng láng. Chúng ta sẽ ăn bằng đũa. Bình thường ăn gà mình sẽ là dùng xiên thôi. Không, anh tính bóc rồi đó. Gà này nên ăn lúc nóng. Đúng rồi, mỗi một hồi nó nguội rồi nó. Cheers. Cheers. Mềm. Mềm. Là vẫn cái dai dai của gà không có bị bở. Mà nó không có mỡ ở trong cái phần thịt này đâu các bạn. Thử wasabi xem. Wasabi là wasabi chanh à? Ừ, là mù tạt ạ. Ờ mà không biết ăn. Tiêu chanh đi. Ờ, thì anh hãy rắc một góc thôi nhé. Wow. Ủa, giống muối tiêu bình thường quá vậy? Không biết, em chưa ăn ở đấy bao giờ bởi vì nó có chanh. Nó muối tiêu bình thường á, bảo ăn, bảo ăn. Bây giờ nó muối tiêu bình thường vô ăn lắm, cũng không có chanh gì đâu em. Đá húng chó ăn được không? Ăn được. Chưa ăn bao giờ á? Chưa. Cái màu này là giá 49.000 đúng không? Đồ ăn đây rẻ mà. Rẻ. Mà bát mì ở đây to bự, ngồi khay to đúng như thế này. Ờ. Nhưng mà anh thấy thật ra nó hơi xa phố cổ á, mấy bạn mà đi du lịch đó. Ừ. Thì đi đây hơi xa. Đây là gần phố cổ nhất rồi. Ờ, chi nhánh này là gần nhất rồi. À, không gần lắm. Có một cái trên Lý Thường Kiệt, gần ra Hà Nội. Nhưng mà cái quán này không có nhiều đồ ăn. Nó chỉ có cái này và bánh bao thôi. À, không thì nếu mà bạn nào mà không muốn đi ăn đồ ăn á, kiểu muốn uống trà sữa và ăn thử món này thôi, thì có thể ghé chi nhánh Lý Thường Kiệt. Ở gần đây thì các bạn có thể ăn bún dọc mùng sườn ở ngay đối diện Vincom Bà Triệu, có thể ăn mì vằn thắn ở trên Mai Hắc Đế, có thể ăn chân gà, mấy cái món chân gà chiên mắm rồi chân gà mà kiểu ướp á, chuyên về chân gà luôn, rồi ăn bún riêu ở trên phố Triệu Việt Vương, khá là nhiều món quán ngon. À, gần đây là Triệu Việt Vương rồi, là gần đây. Ê, vậy gần đây có chè chén á. Ờ, đúng rồi. Sau quán này xong thì mình sẽ dẫn anh Sập đi ăn ở một quán lòng giá Nguyễn Siêu. Quán đấy ăn cũng khá là đông, nó chính là quán nhậu luôn. À. Hôm nay mà em không bị đau đầu thì em sẽ rủ anh uống rượu mơ. Rượu mơ. Bởi vì là lòng rán, sườn rán ăn với rượu mơ siêu ngon luôn. Sườn rán cũng ở đó luôn. À. Nhưng sườn ở đấy thì hơi khô một chút, ăn lòng ngon hơn. Ừ. Ở đấy có nộm lòng này, lòng rán, lòng xào. Ôi mày mà ngon vãi. Ừ, chân trâu. Nói chung em
hay đến đây vì đồ ăn. Nhiều khi thèm cái gà popcorn này quá, hoặc thèm cái mì mì bò. Không, cái gà này anh thấy vừa rẻ vừa ngon. Thật ra là 49.000 thì cũng rẻ với những người này, nhưng mà có thể không rẻ với những người khác. Nhưng mà với cái giá trung bình của đồ ăn vặt, đúng rồi, mà ở trong một cái quán trong như thế này, phục vụ như thế này, thì mình thấy nó là ok. Ở đây y như một cái nhà hàng, mình cảm giác như nhà hàng Nhật á, nhà hàng kiểu ở Đài Loan, Nhật gì đó. Ngồi rất là sáng sủa. Ngồi quay thấy mình cũng ra. Tôi cũng sủa các bạn ạ. Dớ. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới quán Lòng Rán. Tối nay thì chúng mình ngồi ăn Lòng Rán ở 23 Nguyễn Siêu. Quán này tên là Nhất Quán và thực sự là... Nhất xin... Quán à. Thực sự các bạn ạ, chẳng ai đến Hà Nội mà mình lại dẫn đi ăn Lòng Rán như thế này cả. Nhưng mà bởi vì tự dưng đề xuất thế nào mà Sập lại thích, thế là lại rủ đi ăn. Không, thật ra là ngon mà, Lòng Rán đặc sản của Hà Nội luôn á. Đây, bữa nay mình đã order 3 phần. Đây là phá lấu chiên. Phá lấu đó mà phá lấu. Lộn. Thế là Lòng Rán. Cho nhìn. Đây là Lòng Rán, đây là lòng xào, đây là sườn rán. Mình hơi thắc mắc cái món sườn rán này luôn, tại vì ở trong Sài Gòn thì người ta sẽ không ăn sườn rán không như vậy, mà người ta ăn với cơm hoặc là mì gió thôi. Còn mình ở đây là mình gọi là một cái món ăn chơi, ăn chơi luôn. Ăn với cả bún này. Bún chấm. Ở đây thì có hai loại nước chấm, một là mắm tôm. Đây. Hai là nước mắm. Các bạn có thể chọn. Mình thì all the way nước mắm. Đầu tiên chúng ta sẽ thử món lòng rán. Lòng rán. 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 Khó đọc quá à, lòng chiên. Ừ, chiên. Nó có cái lòng nè, nó có dồi ở dưới đây nè. Đây là dồi, hành nè. Có rất nhiều thứ lòng ở trong đây mà em không thể biết tên luôn ấy. Ờ. Em không bao giờ biết tên một cái lòng. Nhiều loại lắm, có lòng lớn, lòng nhỏ. Ờ. Lòng anh nữa. Lòng anh. Lòng anh hơi ngấy. Chúng ta sẽ chấm với cả mắm tôm. Thế là ăn chung với bún luôn à hay sao? Ừ, chấm chung với bún được. Tức là sẽ chấm ở đây nè, xong rồi cho ra đây. À. Chứ không chấm nhiều quá, chấm nhiều nó sẽ hơi mặn. Ờ. À. Đây. Đó, xong cho bún. Bún. Bún có thể chấm một chút cũng được. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ở đây hay có bún lá kiểu này các bạn ạ. Bún xong lá, rồi sẽ cắt ra thành miếng. Đó, ăn cùng với cả lòng. Có thể cho một chút rau sống. Đừng ăn được cái này là ăn không thôi. À. Cái rau này giống, cái này giống rau ăn phở quá à. Ờ. Dùng tay bứt lá. Chúng ta sẽ cho một chút húng. Thế thôi anh ạ. Cái này là lá... mùi tàu. Ờ. Trong cái gọi là ngò. Ngò gai. Rồi, cơm bò, bún lòng, rau. Để anh nhai không nè. Cái lòng rất là dai. Dai mà hơi béo béo, hơi sực sực. Đúng rồi, giòn giòn sực sực. Ăn chung với bún với mắm tôm. Ngon. Cái này đi với mắm tôm rất là hợp luôn á. Mà nó ngọt ngọt đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao nó hơi ngọt ngọt nè, nhúng được. Với cả cái này cũng cho đường ấy, nên là thử ăn cái này đi. Cái này sẽ xào với cả cái gì đó, onion là cái gì đó? Hành. Hành gì? Hành tây. Tây. Tự dưng. Nhớ đi hành. Nó đậm vị hơn. Không khác gì. Không khác gì, thấy giống giống nhưng mà cái mùi hành nghe nó thơm hơn. Nó hề có mùi hành nó lạ lạ hơn. Ở đây thì mọi người sẽ đến đây để nhậu. Đây là một trong những quán nhậu khá là nổi tiếng và mọi người sẽ uống với cả rượu mơ. Uống rượu mơ xong rồi ăn lòng rán, chấm một chút bún, rất là ngon. Xong rồi không khí ở đây thì nó rất là nhộn nhịp, kiểu tấp nập đông, rất là đông luôn. Ban ngày ở cái quán này nó sẽ bán hết bún riêu. Nhưng mà tối thì sẽ bán lòng rán. Bún riêu đây cũng ngon. Thật ra là bún ở Hà Nội ăn mãi không bao giờ hết luôn ấy. Bởi vì nó có quá nhiều loại, quá nhiều hàng. Nhưng mà để chọn ra một vài hàng ngon thì hơi khó. Các bạn có thể tham khảo mình.
Tại bên đây có anh đó. Bên đây có nhiều mỡ hơn. Bên đây có anh đi ăn hả? Tại vì bên đây mới nói bên đây có anh, cái nói là bên đây có nhiều mỡ hơn. Thường nó rất là mềm mà nó có một cái lớp mỡ nữa cho nên là nó không có bị khô. Không bị khô mà không bị mặn luôn, vừa phải. Các bạn chấm mắm tôm thì nó sẽ có hơi hơi mùi mắm tôm chút. Ngon. No quá. Bây giờ là không nhét cái gì vô nổi nữa rồi cho nên là phải kết thúc cái video đây thôi. Ở Hà Nội còn rất là nhiều những cái quán nữa mà em muốn giới thiệu cho anh nhưng mà anh cũng muốn đi nữa. Nhưng mà thời gian có hạn, sức ăn có hạn nên là bị hạn chế một chút. Thì hy vọng là thôi mình để dành content lại lần sau mình đi quay ha. Thôi hẹn gặp lại Hà Nội vào lần sau. Nói chung là tới đây là anh đã cố gắng hết sức rồi. Nếu các bạn thích video này nhớ like, share và subscribe cho Nintendo và Tập Sài Gòn. Bye, bye. Được rồi, tao để luôn. Em mày muốn như nào? Tao không muốn thế nào cả, tao chỉ muốn em đúng không? Tao chỉ muốn thế nào đâu.